Cái đấy là cái nằm đúng không cô? Trèo thoải mái đi. Đây đây em, Lành ơi. Không sợ đâu. Khỏe lên, khỏe lên. Cái đấy nhẹ không mà. Vâng, vâng, vâng. Một nghìn hai dùng là thoải mái tẹt ga luôn. Nhà anh còn đang có dùng cái 1.000 thôi. Vâng. Đó là xin chào cô Liên Hướng. Đó là anh Hồng nhỉ? Anh Hồng. Anh Hồng. Rất là cảm ơn rất nhiều. Rất là gửi một tí tiền hỗ trợ cho em. Rất là không biết nói gì. Rất là cảm ơn rất nhiều. Cho chúc sức khỏe. Rất vui. Cho cuộc sống. Cho gia đình. Xin kính chào cảm ơn. Yeah. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch. Và hôm nay nó lại là một cái tin cực kỳ vui đến với gia đình của em, anh trai Lẩu Mì Xính. Xính ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Sáng nay là chở gạch à? Chở bột. À, bột là cắt chát đấy đúng không? Sáng nay có mấy người? Sáng nay là 3 người thôi. 3 người. Xe của em đâu? Xe của em chính là cái cháu, cái thằng cháu là cái mượn à? Mượn đi cho bà cần cho nó, cho anh của nó. À, tí về luôn gì? Bây giờ gật nó về rồi. À, về rồi. Chưa cân đâu, dịch sang bên Xính một tí nữa đi. Dịch sang bên Xính một chút nữa. Đấy. Buộc cái giá chắc chưa? Cái giá chắc mới được nhá, không đi đến nửa đường lại rơi nhá. Hôm nay thì Tam Giang Mạch xin phép được chia sẻ tới quý cô bác anh chị và tất cả mọi người khán giả của Tam Giang Mạch. Đây 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 đây. Một cái tin vui đến với gia đình của em Lẩu Mì Xính. Sau khi mà xem được cái video của Tam Giang Mạch là chưa có cái tét nước ấy. Thì cô Lê Nguyễn ở bên nước ngoài cũng đã có tài trợ cho em Lẩu Mì Xính 3 triệu đồng để mua cái tách nước. Và hôm nay thì anh em Tam Giang Mạch và em Xính, em Lành nữa tranh thủ đi mua luôn để về sử dụng. Cái tách nước này là mua hết là 2.450.000 cộng thêm cái van rồi là cái doang rồi là cái băng tan các thứ, nói chung là những cái phụ kiện để mình lắp cái này thêm ấy, cái vòi nước nữa, thì nó rơi vào là 2.570.000, còn thừa là 430.000 tiền của cô Lê Nguyễn. Bên cạnh đó thì là ngay trong sáng hôm nay Tam Giang Mạch cũng nhận được cái cuộc điện thoại của anh Hùng có gửi cho gia đình của em Lẩu Mì Xính là 1 triệu đồng tiền để coi như là thăm cữ gia đình hai vợ chồng trẻ mới đẻ một đứa con trai, một cậu con trai là Lẩu Mì Xính.
Đấy, tên rất là chơi đúng không? Lẩu Mỹ Thinh. Thì chung nữa Tam Giác Mạch sẽ trao cái số tiền này để cho em lẩu Mỹ Lệnh. Như khi nãy mình có tâm sự ấy là em chèn cái này vào, Linh. Em chèn cái này, chèn cái cây gỗ vào chỗ này để đừng để nó trượt xuống. Đấy, em chèn vào. Khi nãy mình có tâm sự thì em lẩu Mỹ Lệnh thông qua kênh Huân Chương và kênh của Tam Giác Mạch ấy cũng nhận được cái sự quý mến, yêu quý của các cô các bác. Ông đã gửi tiền về là hiện tại là cũng hơn 4 triệu rồi. Thì nãy mình mới tâm sự vui là cái số tiền mà em nhận được là em sẽ dùng để làm gì hả Lành? Cái này em chuẩn bị là lấy đường cũng cố gắng mình làm được một tí ở nhà nữa, thì mình cũng cố gắng lấy một con bò thôi. Lấy một con bò. Vâng. Bây giờ là có bao nhiêu rồi? Chắc là không còn, nhưng mà từ những cái lúc mà anh giúp được với cả Huân giúp được là em có bao nhiêu rồi? Chắc là 4 triệu ạ. Nói chung là hơn 4 triệu tiền rồi đúng không? 4 triệu 300. Tôi nghĩ là chưa tiêu 1.000 nào đấy đúng không? Chưa. Mình vấn đề là cố gắng chúng kéo được một tí nữa thì mình cố gắng mua một con bò thôi. Mua con bò về nuôi. Về nuôi này, lúc mà mình làm nuôi thì mình cày nuôi thôi. Thế bây giờ là còn thiếu khoảng bao nhiêu nữa? Chắc là thiếu khoảng lấy con có sức luôn thì mình chỉ có là chắc là 15 thế này nữa rồi. Thiếu khoảng 15 triệu nữa đúng không? Vâng. Là đủ tổng là 20 triệu mua con bò đúng không? Đúng rồi. Là nó khỏe, nó đủ về cày nương ấy đúng không? Đúng rồi, nó có sức thoải mái cày. Rồi. Thế thì trước mắt anh em mình mang cái này về lắp đã để cho em có cái bình chứa nước sử dụng đã nhỉ? Vâng. Rồi. Cũng rất là mừng thì thông qua những cái video thì luôn luôn nhận được cái sự yêu thương kịp thời đúng lúc để giúp đỡ cả ba bố con em Xính. Thì nói chung là đợt này được nhận rất là nhiều cái sự giúp đỡ của quý cô ba anh chị. Và bây giờ thì mời cô ba anh chị theo chân anh em mình đi vào nhà em lẩu Mỹ Lệnh, lắng nghe tiếp những cái câu chuyện và lắp hoàn thiện cái bình chứa nước này. Hẹp quá đúng không? Cái này nếu mà điệu đường mà nhẹ thôi mà mình em điệu cũng được đúng không? Tại vì cái đường này nó nhỏ quá, đi nó không vừa được mọi người. Nên là sẽ phải điệu. Điệu đến dưới này là đi được rồi nhỉ? À thôi mà đã điệu là điệu đến nhà luôn. Nếu mà ở giữa chắc là chịu đựng hơn một tí thì nó mới hẹp quá rồi. Đi là vướng là ngã xe đấy nhỉ? Rất là nắng luôn. Hôm nay là không sợ, chỉ có sợ con này người ta tặng và con gái tặng đấy là để cho mình thì mình chuẩn bị cho nó đẹp. Thế nghĩa là mà người mình ngã thì không sao, nhưng mà cái bình mà các bác tặng là mình phải giữ gìn cho nó cẩn thận đúng không? Đúng rồi. Cái gì cũng quý, sức khỏe cũng quý. Đâu đâu nãy ngã đâu anh xem nào. Cứ ngã một tí đây nè. Rất là ít thôi. Cái này em đừng để nó nhiễm trùng nhá, rửa sạch đi. Ngã xe chở cái này cái bị ngã này vì nó cồng kềnh quá. Trượt cát đúng không? Nên là phải gọi thêm em Xính ra, sau đấy là mang thêm cái giá hàng thì mới đỡ được, không thì cũng không thể di chuyển được. Đây một cái tép thôi nên là họ không chở vào cho. Thôi bây giờ vác được nhỉ? Mình vác đi xong mình lắp luôn cho nó xong đi để có cái bình nước sử dụng cho nó tiện. Quay cái đầu khó đúng không? Quay không được cái đầu nữa thì mình cũng ngã. Nếu mà mình ngã không
mà số quả đất nó mình cũng dưới một tí như thế này đó, cái đầu gối nó ấy đúng không? Sợ cái này hỏng nữa thì mình cũng cố gắng nữa. Đây là mẹ của em Lành đây, người bà nội mà chăm con dâu từ lúc mới đẻ đến bây giờ. Rồi bỏ ra đi xong khiêng đi được. Một người vác được, có cái dây dài thì vác sau lưng được. Đây, đến nơi rồi, đến nhà của em Lành rồi. Và đây là con đường xuống nhà em Lành này, rất là dốc luôn này. Đấy. Thì trước khi anh em mình lắp thì Thắng Giang Mạch cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Lê Nguyễn và anh Hùng đã có những cái món tiền, mồ hôi nước mắt gửi về gia đình của em Lầu Mỹ Lành, anh trai Lầu Mỹ Xính. Đây là khu vực phía cổng hôm trước mà Thắng Giang Mạch chưa quay. Nhà em Lành cũng khá là nhiều tổ ong này, một tổ này, hai tổ này, ba tổ này. Những cái tổ ong này là đều bịt bằng cái phân bò này, hai tổ, ba tổ, bốn tổ. Ngoài nhà em nhiều phết nhà Lành nhà, bốn tổ nhà. Đây chưa được bê tông hóa đâu, cái đường này thì nó dốc cực kỳ. Đường này em đi xe thì chắc phải dắt á. Nếu mà một xanh ngô với chặt mạch cửa lên đi bám. Nếu mà nặng quá chắc phải dắt thôi nhỉ. Đây là. Làm ở dưới này nếu mà cái xe thì mà hai cái nó sau lại nó như thế nhà đi, thế mà chỗ kia thì nó mới không lên được đúng không? Ừ. Đây là đường cũ ấy đúng không? Em để tổ ong như này không sợ họ trộm mất à? Không sợ. Tối họ bê đi. Rồi đi vào nhà đi. Đây là căn nhà của em là mình. Trước kia em có bò không? Chưa. Thế là làm chuồng để thôi à? Đây là trước kia là có một tí dê, nếu mà mình đi làm thì là cái nhà này là tiền không đủ thì mình bán dê đi kéo tỉa đi lại. Trước là có mấy con dê? Vâng. Chắc là 4 con ạ. 4 con? Vâng. Là nuôi dê đây này, xong thì làm nhà không đủ tiền nên là bán dê đi đúng không? Đây nhà vẫn còn cái nguyên cái gọi là nhà mái tranh ngày xưa đấy, danh là bằng danh này. Cái này rất nguy hiểm nhá. Chuẩn bị đổ đúng không? Gà có nhiều không? Cái nào gà chắc cũng có rồi anh ạ. Có mấy con lên đấy. Có hiện tại có một con dê thôi. Trước là có gà nhiều nhưng mà bán đi để làm nhà thôi. Bây giờ thì là vừa mua. Trước kia là thông qua cái chương trình đấy, Thắng Giang Mạch và Huân Chương cũng góp được hơn gần 5 triệu rồi. Thì như em Lành tâm sự thì là bây giờ có khoảng 15 triệu nữa nhỉ. Là lấy ít tủ nhiều là dù là để cày nương nữa đúng không? Thế bình thường bây giờ em cày nương là lấy cái gì cày? Cái cây lấy cái cây cày á? Lấy cái cây đi về là mình cứ làm một cái giống như cái gì nhỉ? Đâu em mang xe nào? Anh ạ, một tí là ra đây xe. Rồi. Thế cái này lắp ở đâu đây? Lắp ở đây đi nhỉ? Như là lắp ở đây thôi. Cho cái này cầu cái này. Cào đất bằng ra để đây xong nước sinh hoạt. Nếu mà em bảo để ở góc tít bên kia thì đấy nước xa quá. Vâng. Lại phải xách nước. Bây giờ lại em lắp ở đây, em nối một cái ống vào cái bếp luôn. Vâng. Đấy thì làm nó dễ, hiểu không? Đấy. Lúc đầu là cái ống kia nó tuột, nó không ra nước thì hay là mua to. Thế nào thì nó cái đất này nó ra nhiều, nó lất vào thì mình cũng đưa một tí vốn nhỉ. Đúng, chính xác đấy. Đúng, em nói đúng. Nhưng mà cái này cũng là che bằng cắt đường hết rồi thì không không biết chùm. Em để ra góc này này. Sau đấy là để góc này xong thì nối luôn cái ống vào trong bếp luôn. Bố chào con. Ây da. Bố chào con. Bố chào chứ. Em phải dạy như thế thì sau này con em mới biết được. Con trai của em thì em cũng với bố dạy tiếng Kinh thôi. Đúng rồi. Em biết.
Đúng. Có khách vào thì nó cứ là chào. Ừ. Không phải là người thông minh. Ừ. Múc cu. Rồi. Cái này cày đấy. Cày nứa đấy. Cái kiểu lượt. Cái này á? Ừ, cái mày. Tự cày à? Cái này dùng sức người à? Ừ, đúng rồi. Không có tiền mua máy bỏ cày. Bỏ đi trước mình đi sau. Bỏ đi trước mình đi sau. Nhưng mà em lấy bò ở đâu cày? Mày chưa bị là không có tiền, có tiền mình mua bò thôi. Thế rồi. Thế mọi năm em lấy cái gì cày? Mình đã là mượn bò của nó rồi. Mượn của ai? Mượn của các anh, các em chạy ở trên. Anh kia. À, tức là mượn của các anh ở, ở cùng họ đúng không? Đó. Là về cày. Nếu mà quận nói với nó cày hết rồi mình thì làm sau là cuối cùng luôn rồi. Ui, thế là tất nhiên là họ trồng hết rồi mình mới có có bò để làm. Thế rồi. Mới có bò để cày đúng không? Đúng rồi. Thế thì ngô nhà em thì làm gì tốt bằng người ta đúng không? Nếu mà mình lấy một tí cái đạm bò rất nhiều thì mình có tiền, thì mình cũng cố gắng là mùa này là mùa làm nữa thì mình cũng cố gắng kiếm tiền mua. Sao em? À, tức nghĩa là mỗi năm là do là không có bò nên là em là phải đợi người ta làm xong hết thì mới mượn được bò về cày đúng không? Lúc ấy thì mình không mượn không được bò thì mình rất là khổ nhất rồi đấy. Ừ. Hả? Anh ơi. Em không thấy anh gì đâu. Đây là cái dùng để cày ấy, đúng không? Đúng rồi. Mình làm mỗi năm là cày xong là rửa sạch để treo như này à? Vâng. À, sao không để ngoài nhà kho ấy? Có chùa ăn, nếu mà nó ăn cái dây kìa. Ờ, chờ mua nó thì nó mới hỏng được đó. À, nó hỏng cái dây bì kia đúng không? Vâng. À, bây giờ anh em mình uống nước xong thì là trước mắt là lắp xong để thiết kế một cái nền á. Xong ngày mai là em đi sang nhà xính kia lấy khoảng 2-3 xô vữa về. Mình xây một ít lên mình đè mới chắc được. Vâng, đúng rồi. Còn nếu mà để nền đất không thì mấy nữa nước nó rơi xuống thì nước nhũn thì nó đổ. Như thế ờ. Như thế ờ. Là... cái quan trọng nhất là một có xi ma một tí cát đấy thì nó chắc được. Ừ. Nó sẽ ở yên được đấy. Còn không là nước nó cứ ngấm vào đất nó nhũn nhũn xong rồi nó đổ ấy. Ừ. Nguy hiểm ấy nhỉ. Ờ. Cuốn đi anh. Rồi rồi, ok. Con bò than mấy 3-4 lần nếu mà chưa được có ticker nào am hư. Nhiều càng nhiều thật. Có tí cơm gì ăn thôi anh là thế này bây giờ anh cũng ăn rồi thì cũng à cũng cạn nữa cũng bò nhiều lần nhưng mà chưa có tí cơm gì à bữa cơm rồi khi nào xong nhà của Xính rồi anh em mình ngồi ăn cơm với nhau là được cái gì đâu. Thế mà quá vui nhất thì có tốt nữa thì là anh cũng hỗ trợ được một tí về cho em nữa thì cái vui nhất thì cũng mời anh một bữa nữa. À, bữa cơm với một bữa cơm, thế mà anh là với vui, em là với bảo là anh kêu với yên tâm rồi, yên tâm rồi, bảo là em làm không nghĩ anh là chắc là em biết là không anh kia nó không biết cùng cái gì rồi. anh hiểu ý của em em nghĩ được nhưng mà em diễn đạt không được. Tự nhiên là em cũng muốn làm một cái bữa cơm kiểu như cảm ơn đúng không? Ừ. Thôi, cái đấy anh nghĩ không cần bây giờ. Cái quan trọng nhất là em lo cho vợ em đang cữ này, cứ cơm canh thịt rồi là sữa con các thứ. Còn sau này hoặc là mấy nữa em có một cái bữa mẻn mén nóng nóng ngon ngon thì gọi cho anh là anh xuống ăn bát mẻn mén là được rồi. Không không cần là thịt gà hay là cái gì đâu, không quan trọng đâu nhé. Cơ thì em tự nấu thôi, không vợ làm ở trong tháng như thế này là không làm được. Vợ không nấu rồi. Ừ, đúng. Rất là em nấu rồi. Rửa tay sạch chén thì mình cũng làm tự làm thôi. Ừ. Bà làm với mình cũng bảo là thôi để cho cháu làm, cháu với mỗi ăn. Ừ. Nếu mà lúc mình nhỏ, mình bé thì bà các ông các bà là cũng mình cũng ăn nhá. Ừ. Ăn tự dọn nếu mà thì các bà thì không phải là cho con ăn, có phải là cho bà ăn nhỉ? À, tôi nghĩ là bây giờ là lúc bé là bố mẹ làm cho mình ăn, bây giờ mình lớn rồi thì mình lại nấu cho bố mẹ ăn, tôi nghĩ là báo hiếu ấy đúng không? Đúng kiểu như đền đáp công ơn đấy đúng không? Kiểu thế. À, chú suy nghĩ thế là rất là mừng đấy. Ừ. Tay là không chống được rồi đúng không? Thế là đổ luôn. Nếu mà không đấy thì là hỏng cái bình đấy nhỉ? Ôi em ơi, cái thứ nhá,
thì có hộ em đi kéo cái xe. Có khinh cách bình thì nó mới đứng dậy được. Đứng lại được. Đấy là rách luôn đến đầu gối nhỉ? Ồ, đây này. Tối em rửa sạch nhá, rửa sạch bằng bằng nước ấm nhá. Vâng. Đừng động vào nhiễm trùng đấy. Mùa này là nó muối sông lên nhỉ. Cái chất chám nó ở trong này. Mủ, nếu mà em để bẩn là nó mọc mủ là hỏng đấy. Vâng. Lành đi chưa? Vành. Vành đi chưa? Nó đi rồi. Xong thì mua xăng về xong thì anh em lại chở tiếp nhỉ. Vâng ạ. Hôm nay chắc chắn là xong rồi chỗ gạch kia. Cố gắng thì chính là xong. Bây giờ anh em mình là giúp nhau làm cái này trước, xong mai thì lấy xi măng về đổ vào mới lắp được cái này. Không ở được. Tối nay là tối nay em làm luôn cũng được. Làm cái kia thì mai thì mang một tí vữa cho. Đấy. Một chén là ba anh em là không ai uống được rượu nhỉ? Nhưng mà uống thì rất là ít thôi, hai chén ba chén quá, trọng nhất là ba vô nhất. Nó chịu vô quá thì là 4 chén là không uống nữa. Nó là thế thôi. Nếu mà như là uống cũng được nhiều nữa là mình nó lau một chén là sáu lại nữa, giống như người uống cái tủ. Rồi là say luôn đúng không? Các lên đấy thoải mái đúng không? Để chỗ phẳng phẳng này. Đào đến chỗ em đứng luôn nhá. Xong thì tối em lấy cái xi măng sang bên nhà chính bớt một ít ra. Kè lên, xây chắc chắn vào nhá. Đây này cũng đào xong thì kèm một tí ở bên này nó đất không đất vào nhỉ? Đúng rồi. Để khi mà mưa xuống là nước đất nó không lấp vào. Đấy, rất là tinh ý đấy, nhận ra vấn đề nhanh đấy. Sau đấy là lắp mấy cái gen các thứ kia vào là em biết rồi đúng không? Sau đấy có cái băng tan đấy nhá, quận vào để nó không hở ấy. Anh em mình thì không thể nào mà quay đến cái đoạn mà làm xong luôn được, bởi vì là tí nữa là anh em lại tiếp tục đi chở vật liệu. Sau đó thì mới tối mới tranh thủ là san một cái nền. Ở đây là dưới là đá rồi nên là cứng rồi. Đấy là sau đấy là em xây một cái chân thật chắc vào nhá. Chân chắc là được rồi, nước càng nặng thì nó càng lún xuống mà. Nên là em phải làm cái chân chắc là nó không bao giờ nó đổ đâu. Cẩn thận nhá. Ở đây thì nó nối một phát là vào bếp này, bếp dùng này luôn. Nó sẽ rất là tiện. Còn nếu mà để ở cái đầu bên kia mà trong cái video trước Tam Giác Mạch chia sẻ ấy, có cái vũng nước ấy thì nó lại xa nhà quá. Đấy lại đi sách về đúng không? Thì xa quá. Ở đây thì nối một phát đây, ngay bếp này này. Nối phát nước vào bếp sinh hoạt luôn. Đào bà cào phẳng ra thôi xính ạ. Cào bằng nó ra. Đấy, cái chỗ kia nó diện tích bề mặt nó rộng hơn. Bây giờ em cào hết cái đất mềm ra thôi, hiểu không? Cào hết cái đất mềm ra, sau đấy là chỗ nào không phẳng ấy thì mai em xếp đá, em lấy xi măng, lấy vữa về em xây cứng vào. Bởi vì cái nền này là đất là đá cứng rồi này, quý cô bác anh chị ạ. Đấy, không, chỗ là chỗ lành thôi, chỗ xính không cần đâu. Chỗ lành kia nó rộng hơn. Sau đấy mình xây một cái nền cứng nhá, bằng đá nhá. Xếp vào một cái nền nó bằng cái đúng rồi, bằng cái chân của cái tét nước ấy. Sau đấy cứng đặt cái tét lên. Đấy, sau đấy là mình vít vào là được. Xong thì luồn cái dây ra đây này, dây ống nước ở đây, xong thì nối một cái ống nữa vào trong bếp này. Khi nào vợ nấu cơm hoặc em nấu cơm thì chỉ cần mở cái van xuống bếp là sử dụng được nước luôn nhá. Đấy. Xong thì xây ở, nếu mà sau này mà mua được ít bột về thì láng cái chỗ này này cho nó rửa mặt, rửa mũi, tắm rửa các thứ cho nó sạch sẽ đi. Đúng rồi đấy. Ừ. Lắp cái ống. Lắp cái vòi vào.
dày một tí. Một vòi vào trong bếp luôn. Một vòi thì ra đây để sử dụng cho nó dễ. Cái đấy thì ở chợ có rồi, biết rồi đúng không? Cào hết đất thôi Xính ạ. Cái đấy không, em không cần đập đâu. Cái đá nền này không cần đập đâu mà. Cào đất ra. Sau đấy là chiều tối nhá, sau khi nghỉ ấy, thì tranh thủ lấy vữa về đổ cho nó cứng khô đi. Sau đó là tranh thủ trời nắng thì làm cho nó khô đi. Đúng. Đấy, như thế nhá. Còn cái này nhá, cái này em tối em cứ lắp đi. Nếu mà có gì không đúng thì ngày mai mà anh quay vào đây anh kiểm tra xem. Xong thì anh giúp. Cái này chắc em biết lắp rồi đúng không? Đồ này anh để trong nhà hết rồi đấy. Tự lắp dễ không mà. Tức nghĩa là em lắp hai vòi, một vòi vào bếp, một vòi là ra đây để rửa chân tay này, lấy nước sinh hoạt ở đây luôn, giặt quần áo các thứ. Một là bê kia vào, hai là vào nhà, ba là rượu tay chân tá. Ba đúng không? Đúng rồi. Rồi cào bằng đi, cứ cào bằng hết chỗ này đi. Sau đấy là phụ giúp nhau. Xăng thì em vành đi mua xăng rồi nên là cứ chở đi, không sợ thiếu xăng đâu nhá. Hả? Cái nào đá thì thôi kệ nó, mình cào đất ra rồi xong mình đổ xi măng vào cơ mà. Đúng. Mấy tuổi là phải đi làm nương rồi Xính? Mấy tuổi là phải đi làm nương rồi? 8 tuổi mà đi làm nương như này rồi. Là đã biết cầm cuốc đi vun ngô rồi đấy nhỉ. Lệnh là mấy tuổi làm nương rồi? Ngày xưa là còn thi nhau làm nương nữa cả. Làm ít đúng không? 6 tuổi mà đi làm nương rồi. Rồi cứ cạo sạch đi nhá. Bây giờ cũng đã trao cái món quà của cô Lan Nguyễn đến với gia đình của em rồi. Ngoài ra thì còn số tiền thừa lên mua tét là 2 triệu. Hết là 2.570.000 đấy. Thì còn thừa 430 và 1 triệu của chú của anh Hùng nữa. Tổng là 1.430.000. Thì bây giờ Tăng Gia Mạch sẽ trao lại cho gia đình của em Lầu Mỹ Lành nhỉ. Sau đấy là hy vọng rằng là niềm vui sẽ nhân được nhân đôi và nối tiếp niềm vui cho hai vợ chồng trẻ hộ nghèo. Ước mơ là có một con bò để nuôi đúng không? Thì cái số tiền này cầm lấy và mình tích cóp đủ thì anh em mình sẽ ra chợ để mua một con bò về để nuôi và cày nương đúng không? Thì Tao Gió Mạch một lần nữa chân thành cảm ơn cô Lan Nguyễn và anh Hùng đã có cái
và tấm lòng gửi về gia đình. Bên cạnh đó thì các cô các bác trước cũng đã có những cái món quà gửi đến gia đình của em Lầu Mỹ Lành rồi. Thì bây giờ anh gửi lại cho em số tiền này nhé. Đấy, cảm ơn. Rất là chị Liêm. Cô Lèng Nguyễn. Cô Liêm và anh Hùng. Rất là xin chào cô Liêm Nguyễn. Rất là anh Hùng nhỉ? Anh Hùng. Anh Hùng. Rất là cảm ơn rất nhiều. Rất là gửi một tí tiền hỗ trợ cho em. Rất là không biết nói gì. Rất là cảm ơn rất nhiều cho chúc sức khỏe, rất vui cho cuộc sống, cho gia đình. Xin kính chào cảm ơn. Thế thôi nhờ. Chúc mừng em nhé. Còn cái tên nước này thì chiều nay cố gắng là tranh thủ lúc trở gạch xong thôi nhé. Còn bây giờ thì Tam Giác Mạch xin phép dừng cái video này tại đây. Và một lần nữa chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành với Tam Giác Mạch để có những cái món quà san sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao. Xin chào và xin cảm ơn.